Đeo răng mùi 3 ngày, sắm cho mình các nick VIP. Lên ngay shopgenz.vn, lựa chọn các random, nạp quân huy và rất nhiều ạc VIP tuyệt vời cho anh em nhé. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ gửi đến cho anh em 5 điều vô cùng quan trọng và cần thiết khi các bạn muốn tham gia để trả cờ nhân phẩm liên quân nhé. Khi mà các bạn vào trận đấu thì gà rán sẽ đưa cho các bạn các gợi ý về đội hình khác nhau để các bạn nếu mà là các kiểu newbie tân thủ đấy sẽ có lựa chọn tuyệt vời nhé. Đầu tiên là chúng ta lựa chọn 3 vị tướng. Tức là xuất phát chúng ta là 3 vị tướng rồi. Nếu bạn nào mà từng chơi cờ nhân phẩm kiểu như auto cheat hay là của cờ liên minh điện thoại á, thì chắc chắn sẽ không quá xa lạ và không cảm thấy nó quá là lạc lõng đâu. Đương nhiên chúng ta chơi liên quân thì có vị tướng liên quân càng tuyệt vời hơn. Các bạn thấy được rằng ở đây chúng ta có trang bị và các bạn có thể gắn trang bị cùng các chất tướng nhà đấu sĩ chẳng hạn. Chúng ta có 2 trên 4 nhá, có thể kích hoạt được cái nội tại đầu tiên của cái chất tướng đó rồi nhé. Và bây giờ chúng ta có thể là mua thêm các vị tướng. Em quyết định là chúng ta hãy nâng lên cấp độ 4 nha anh em. Mình hãy nâng lên cấp độ 4. Nhưng mà nào, đúng vậy, nâng lên cấp độ 4 và thêm ngay vị tướng Pena. Không biết đây có phải sự lựa chọn sáng suốt của em hay không đây. Tức là chúng ta sẽ nâng các cấp độ đầu tiên để có thể lấy cái lợi thế là lấy người. Lấy thịt đẻ người trước anh em ạ. Thịt đẻ người luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Đây, đối đầu với chỉ có 3 thằng này thôi. Chơi liền tay luôn anh em ạ. Team bạn có 2 pháo thủ không ta? Không phải. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi định mệnh xong rồi anh em ạ. Tại sao lại có thể như vậy ta? Thôi toang rồi bố em ơi. Thật không ngờ cái lần đầu tiên mình xuất trận lại gặp ngay mấy cục xương nó cứng như vậy anh em ơi. Tiếp tục nào. Khởi động. Có vẻ toang anh em ạ. Cái này không phải là nhân phẩm giải trí mà là S cảm thấy hơi bị bực mình rồi đấy. Cảm thấy hơi cay rồi đấy anh em ạ. Nâng lên cấp độ 5 ngay. Để mà có thể tạo nên một cái combo đó chính là thú nhân. Thú nhân, cung thủ và đấu sĩ nha anh em. Nâng ngay Van Hên cấp 2 nào. Để dự phòng cái thằng Anakai anh em ạ. Để mà nếu tự dưng mình ở giai đoạn cuối mà tự dưng muốn chuyển cái đội hình đấy, ta sử dụng nhá. Và anh em phải lắp đội hình bằng tay. Tức là chúng ta sẽ lắp vị trí các vị tướng. Thích tướng nào lên trước, tướng nào lên sau. Thì là chúng ta sắp xếp thực sự cho nó hợp lý nhất nhé các bạn. Và ở trong phiên bản cờ liên quân chúng ta, điều mà em muốn gửi đến cho anh em đó chính là chúng ta có thể check đội hình đối thủ rồi. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và ở trong giai đoạn chuẩn bị các bạn sẽ check được. Các bạn nhớ nhá, trong trận đấu đang check được, nhưng mà trong giai đoạn chuẩn bị chúng ta check được. Đánh mấy con quái chẳng khác gì là một cái liều thuốc bổ để mà chúng ta có thể kiếm thấy các item anh em ạ. Để chúng ta lắp đồ nha anh em. Lắp đồ là lựa chọn 1 đến 3 vị tướng cần đồ chúng ta lắp thôi. Chứ chúng ta không thể là chia sẻ tất cả cho các vị tướng được. Tức là con bài là chủ lực của anh em, chủ lực thủ hay là chủ lực sát thương thì chúng ta lắp trước. Em thực sự đang rất là chờ mấy cái trang bị như là Ngọc Đại Pháp Sư nha anh em. Nó rất là quan trọng để mà có thể kích hoạt sớm mấy cái gọi là chiêu thức của từng vị tướng như vậy. Em sẽ lên cái đội hình. Tức là trước khi lắp vào đấy, ở trong khoảng cấp tức là ở trong cái tên từ 6 đến 10 hay là trở đi đấy, chúng ta phải xác định xem là chúng ta muốn lên cho bản thân đó chính là đội hình ra sao. Và em sẽ lựa chọn chính là 4 pháo thủ, 3 trợ thủ và 1 vị tướng tanker. Đó là cái đội hình mà S đang chuẩn bị hướng tới cho anh em nhé. 4 pháo thủ, 3 trợ thủ. 3 trợ thủ gồm có Alice, Paina và Anete. 4 pháo thủ thì có Moren này, Vio, Caffeny và Van Hên. Cùng một vị tướng thủ tốt. Lựa chọn gì đây? Giáp Gaia, giáp thống khổ. Các bạn phải nhớ rằng các trang bị vào cờ đấy ạ, nó sẽ thay đổi một chút về tính năng. Nên các bạn cần phải đọc trước để chúng ta có thể lựa chọn hợp lý nhất. Em sẽ lựa chọn Giáp Gaia đi, tại vì chúng ta chưa có thủ phép nhá. Uầy, tuyệt vời. Yeah. Chúng ta chỉ đầu tư 1 đến 2 con 3 sao thôi, còn lại chúng ta để khoảng 2 sao nha anh em. Như vậy sẽ tối ưu cái lượng vàng của anh em hơn và tránh chúng ta đi ở cái lối mòn. Nâng lên cấp độ 6 và thêm một người nào. Thú nhân ạ. Chúng ta đã có 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
5 cái kích hoạt 2 điểm. Và bạn thể check xem cái lượng thương đối thủ ở bên ta, chúng ta có gì. Đối thủ thì có 3 con 3 sao, à 4 chứ. Ui, được thực sự luôn anh em ơi. Các bạn sau khi đánh xong thì các bạn nhớ check đội hình đối thủ nhé. Và 5 điều em muốn rút ngắn lại và gửi đến cho anh em, các bạn phải biết đó chính là gì. Đó chính là thứ nhất, các bạn cần phải là check đội hình đối thủ này. Thứ hai là mua đồ, lắp đồ cho tướng phải hợp lý. Thứ ba là các bạn phải xếp đội hình sao cho đối thủ phải bó tay chịu trói các bạn. Ví dụ đây, đối thủ có Quillen 3 sao ạ. Ui, có vẻ căng khi mà đập ngay đi một con xạ thủ mình rồi. Nhưng mà anh em thấy được rằng team mình đang bắn rất là gắt, khiến cho team đội hình đối bạn dù là có 3 sao hay là có 2 sao đều phải toang nha anh em. Đó là sự đáng sợ về cách sắp đội hình và chất tướng, cùng cách sắp vị trí các đối thủ đồng đội nhé. Và đương nhiên khi các bạn muốn lựa chọn các vị tướng đấy, thì các bạn có thể khóa hoặc là chuẩn bị trước để các bạn có thể mua sắm các vị tướng 1 vàng, 2 vàng, 4 vàng, 5 vàng, vân vân, sao cho hợp lý nhất. Thực ra ấy, thì em không phải là người thích đánh cờ liên quân hay là cờ nhân phẩm cho lắm. Tại vì nó thực sự tốn thời gian anh ạ. Một cái trận đấu nhanh lắm ấy, thì cũng lắm là phải 20 phút thì các bạn toang rồi, thì các bạn thua rồi đấy ạ, là thắng rồi. Nhưng mà lâu nhất có thể là khoảng vào 25-30 phút. Thực sự đó là một cái thời gian rất là dài. Các bạn chỉ có thể chơi khi các bạn chờ đợi một cái chuyến xe nào đó, hay là các bạn đang ngồi cùng một cái team hay là một cái gì đó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn thêm một cái trang bị, và các bạn có thể khóa hoặc là đợi nhá anh em. Có thể khóa, đổi, đợi. Nói chung là rất là nhiều thứ hay ho. Ví dụ đây, em sẽ lựa chọn là 3 pháo thủ thì chưa được làm gì cả luôn. 3 pháo thủ này, 2 đấu sĩ và 1 thợ săn quỷ. Ok, chơi luôn 4 pháo thủ nha anh em. Chơi lớn luôn ạ. Trong thời gian chờ đợi các bạn có thể check đội hình đối thủ này, để xếp đội hình mình này. 4 pháo thủ và 2 vị tướng tăng rất là ok cho mình. Mình đang chờ đợi Alice nha anh em. Mình cần phải có Alice để mà lực trận. Nhưng mà muốn chơi Alice tốt thì phải có mấy cái như là Ngọc Đại Pháp Sư anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quầy. Thanh niên team bạn cũng khá là ghê đó ta anh em. Uầy, quá ghê luôn anh em ạ. Đây là một cái đội hình mà S hướng tới. Đợt trước thì S có giới thiệu cho anh em, tức là giới thiệu cho anh em một cái đội hình phép rồi, thì bây giờ giới thiệu cho các bạn một đội hình khác. Và đương nhiên chúng ta phải lựa chọn chất tướng thực sự hợp lý với đội hình nhá. Hy vọng là 5 điều mà S vừa gửi đến cho anh em sẽ giúp cho bạn nào mà muốn làm quen Liên Quân sẽ đánh gọi là chắc chắn 100% với một cái sự nhân phẩm tuyệt vời đấy ạ. Các bạn sẽ không bị hạ cục sớm đâu, ít nhất là các bạn có thể ở trong top 7 nhá. Yeah. Đương nhiên là chúng ta có rất là nhiều đội hình để các bạn lựa chọn rồi, chứ không phải là chỉ có đội hình này. Mình sẽ lựa chọn thêm Anete chăng. Đây, cho một Pena lên. Anete chắc là chưa anh em ạ. Mình cần con Alice hơn. Với lại mình nghĩ rằng đội hình của mình cần rất là nhiều thủ lúc nào. Và có thể xếp sao cho bí nhất khi mà chúng ta có thắng thuấn. Mình đẩy con Mark lên để có thể tận dụng cái nội tại của thành thuấn, hút thật nhiều sát thương mà tạ giáp nhá. Đấy anh chờ ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. 3 sao gặp cũng toang thôi anh ạ. 3 sao gặp cũng toang thôi. Rất ghê luôn. Uầy, quá chất đúng không nào. Ok, em sẽ để link của cái bản cờ chính thức của gà rán, đó chính là cái trang web này, cái fanpage này, để cho anh em có thể tải và chơi ngay từ bây giờ. Trang web chính chủ fanpage của gà rán S link phụ tả, các bạn đừng quên là bấm follow và theo dõi nhé các bạn ơi. Và bây giờ S sẽ thay đổi một chút về cái đội hình này, và hy vọng nó sẽ đưa đến một cái kết quả nó tuyệt vời nha. Đây các bạn, để check đối thủ, chúng ta phải check đối thủ xem đối thủ có gì để chúng ta có cách xếp đội hình sao cho ví nhất. Và việc check đối thủ này chính là lần cập nhật tuyệt vời nhất mà gà rán đưa đến nhá. Và bây giờ S sẽ cố gắng hoàn thiện cái đội hình mà S muốn hướng đến. Đương nhiên muốn chơi được tốt Alice đấy ạ, thì các bạn cần phải có, đó chính là cái Ngọc Đại Pháp Sư, để có thể là ngay từ đầu trận đó có thể ném ngay cái chiêu cuối cấm lặng rồi thì nó mới hiệu quả được. Chứ còn không thì đúng thực sự là toang luôn anh em ạ. Đây team bạn có Pena là 3 sao kìa, sợ chưa.
Wow. Và ô lộn lại hay phết anh em ạ. Này thì 3 sao với chúng tôi ạ. Toang ngay anh em ơi, chúng ta có cái con mắc hình như là giảm cái lượng sát thương đó. Giảm cái lượng hồi máu chứ. Tuyệt vời lúc nào anh em, bây giờ mình sẽ mua thêm thế nào? Anete và Vio đi. Liệu nên Vio không ta? Lên khá là khó anh em ạ. Slap cho anh em một cái đội hình là đây. Một cái đội hình gồm có Alice, Paina này. Và chúng ta để cái thằng Arduin xuống, lấy trang bị của Arduin chuyển sang cho vị tướng khác nha anh em. Uầy. Mình gặp một đội quy hình không phải là quá mạnh đâu nha anh em. Để chúng ta xem Alice thể hiện nào. Giờ Alice sẽ tung chiêu cuối này. Thực ra ấy, Alice phải đầu trận phải ném ngay chiêu cuối để câm lặng đối thủ rồi thì nó mới gọi là quá ghê, nhưng mà chữa gì bị đối thủ câm lặng mất rồi. Trời ơi. Alice một sao yếu quá anh ạ, với lại mình không có cái đồ để mà nó tăng năng lượng quá nhiều. Hơi khó một chút. Nhưng mà may mà quá pháo thủ quá ghê luôn rồi anh em. Quá pháo thủ quá là ghê luôn. Yeah, chúng ta có Caffeine này. Chúng ta có gì đây? Chúng ta hãy bán đi các vị tướng không cần thiết nha anh em. Bán đi các vị tướng không cần thiết. Wow. Bây giờ là chúng ta đánh với mấy con boss này để mà chúng ta nhận đồ nha anh em. Hy vọng là có thể rơi một cái ngọc đại pháp sư ở đó. Ít nhất là nếu chúng ta có 3 ngọc đại pháp sư đi, ấy chỉ cần ném một cái thằng Alice thôi thì auto win luôn anh em ạ. Cứ cầm lặng. Quá ghê. Trời đất. Nhưng mà có vẻ như nhân phẩm của mình chưa được cao cho lắm. Chưa ra, hy vọng lần này ra nhá. Hy vọng lần này ra. Thôi xong rồi, cái đồ đỏ cái này thì mình sẽ lấy cái đao truy hồn đi và gắn cho vị tướng xạ thủ chủ lực của mình. Ví dụ như là S sẽ gắn tăng cấp độ lên 8 và chúng ta hãy đưa cho đây. Đây là đội hình mà mình hướng tới. Một đội hình đó chính là 4 pháo thủ, 3 trợ thủ và một vị tướng tanker. Thực sự S chưa ưng ý với thằng tanker Max cho lắm. S thích cái kiểu tanker của thằng Lumbua anh em ạ. Lumbua hoặc là Thên là các vị tướng tanker mình thích hơn. Đây Lumbua nhờ Lumbua một sao đánh sao được. Nó sẽ hợp lý hơn tại vì Max ấy là một vị tướng đấu sĩ thôi anh em ạ. Nó không phải là vị tướng tanker đấy. Trời ơi, cái thằng Alice nó chưa gì vào là câm lặng rồi anh ạ. Quá khó chịu luôn. Kìa, nó ngọc đại này rồi còn dây chuyền này rồi còn vương miện hết kết thì đánh sao được. Thế này là toang đây anh em ạ. Quá đánh quá khó luôn. Chơi kiểu Alice cái hồi năng lượng ghê tởm như vậy sao chơi đây. Ok, chắc S chỉ giới thiệu đến đây thôi. S là chán rồi anh em ạ, nhân phẩm tệ quá. S off và S đầu hàng đây. Nếu thấy video hay và quick, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.